Khi từng giọt đến lặng lẽ rớt vào đêm xa, em có thấy thời gian đã qua đi vội vã? Khi từng giọt đến lặng lẽ rớt vào đêm sâu, ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình yêu còn vương trong mắt em? Cho ta nhớ một thời trai trẻ. Sao mùa thu còn dâng trong mắt em? Cho ta tiếc một thời xa đến thế. Dẫu một mai tình xa trong đắng cay, sẽ còn mãi những phút giây này. Bài thánh ca cho ta, cho em, và ngọn nến mong manh trong đêm. Khi từng giọt nến lặng lẽ rơi vào đêm xa, em có thấy thời gian đã qua đi vội vã? Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu, ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình yêu còn dâng trong mắt em? Còn vương trong mắt em, cho ta tiếc một thời xa đến thế. Dẫu một mai tình xa trong đắng cay, sẽ còn mãi những phút giây này. Bài nến ạ, một tác phẩm rất hay nữa của nhạc sĩ Phú Quang. Vì sao Minh Chuyên từ ngày chú Phú Quang rời cõi tạm, Minh Chuyên gần như không bao giờ dùng cụm từ cố nhạc sĩ Phú Quang cả. Bởi vì đối với riêng Minh Chuyên, và chắc là trong lòng tất cả quý vị đây, nhạc sĩ Phú Quang luôn luôn sống mãi. Đó là sự trân trọng và tình yêu Minh Chuyên dành cho Phú Quang ạ. Nữa nha quý vị nha.